Truy cập ngay cửa hàng ruby.net với những vòng quay quay là trúng mà trúng mì toàn ạc khủng với kim cương. Và còn có ạc free file siêu rẻ xài vào là có người yêu. Còn thêm cả mini game random thử vận may tham gia ngay để có cơ hội làm người yêu của chủ shop ạc. Ê vô, what's up anh em? Hello bạn nhỏ. Ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại series reaction group ruby family lần thứ N. Tại vì tôi đã reaction rất là nhiều luôn rồi các bạn ơi. Và các bạn cũng đã kêu tôi là chị ơi, hãy reaction tiếp tục vào group Ruby Family đi. Nên là bây giờ tôi sẽ tiếp tục reaction lần thứ N luôn, để xem coi group của tôi hôm nay có cái gì hay luôn nha. Và trước khi bắt đầu với video ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên là hãy nhớ ủng hộ sếp bạn cửa hàng ruby.net của mình với muôn vàng vòng quay kim cương bla bla các thứ luôn, liên quân phi pha gì đủ hết thể loại cho anh em luôn. Và cũng đừng quên là hãy nhớ subscribe vào kênh Ruby TV này của mình để có thể giúp mình lên được 1 triệu subscribe và ẩm nút vàng về luôn nha mọi người ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào reaction thôi. Trời ơi, rip pro tôi sắp được 100k thành viên rồi mọi người ơi. Oh my god. Rồi để coi coi ngày hôm nay. Ui dồi ôi, ngày hôm nay đối với người đẹp trai của tôi sẽ ăn đúng một bức hình. Sao em chê anh xấu trai? Sao mấy bạn trong group chê tôi xấu trai? Trời ơi, tại sao mấy bạn lại chê tôi xấu trai trong khi mà tôi xấu thiệt? Ok, oh my god, có một bạn vừa mới được duyệt cái bài này vào lúc 16 phút trước, tên là Nguyễn Thị Kim Ngọc. Sigo ôm Gubi có đăng nhưng không có lên đăng lại. Trời ơi, oh my god, bạn này vẽ cái bức mà tôi với Sigo ôm nhau nè anh em. Không thích, không chịu nha, không chịu nha, ok, không chịu nha. Ok, nhưng mà cũng rất là dễ thương luôn. Cảm ơn bạn Kim Ngọc nhiều nha. Ok, đó, thôi để tôi tim đi đó. Bạn nào mà được tôi tim là mấy bạn đó đã được tôi reaction rồi nha mọi người. Ok. Tôi chắc chắn chủ group này ở Bình Dương. Trời ơi, nếu mà các bạn không biết thì tôi á, trong cái group của tôi có nhiều thứ hay. Sao mà nhìn tôi đáng sợ quá vậy ta? Tôi không nghĩ nhìn tôi nó có thể mà đáng sợ tới cái mức như vậy luôn đó. Trời, đúng rồi, cái chủ group này ở Bình Dương đúng rồi đó mấy bạn ơi. Đó, nhưng mà cũng đẹp trai nha đấy. Ảo tưởng. Nhìn cũng đẹp trai. Ừ, tới bước này là hết đẹp trai rồi nha. Tới bước này là hết đẹp trai rồi nha. Ok. Ok. Nguyễn Phạm Trúc Trà lỗi, bạn thấy đẹp hay xấu? Oh my god, dễ thương nè. Ok, tim cho Trúc Trà luôn nha. Cảm ơn Trúc Trà nhiều lắm nha. Trúc Trà, ok, mình sẽ lưu luôn cái tấm này về luôn nha mọi người ơi. Đó, tôi sẽ lưu cái tấm này của bạn Trúc Trà này về nha. Cảm ơn Trúc Trà nhiều lắm. Xin giới thiệu với mọi người, người yêu của tôi. Bấy lâu nay mọi người thấy gu mặc áo đã có bồ tưởng ngay đúng không? Thực ra là én đó. Chịu thì không chịu, chị thì chịu nha. Nay tự nhiên thấy gu hết đẹp trai chuyển qua xinh gái. Mày nói tao xinh gái là tao lóc mày liền luôn ngang luôn nha anh ơi. Mày nói tao xinh gái là tao lóc mày liền luôn nha anh ơi. Nhưng mà được ngang, ship với anh cũng được ngang. Gu gu là gu chịu nha. Ok, tim cho anh, cảm ơn anh nhiều nha. Lươn lẹo. Tuyệt vời, phải mua tiếp thôi. Oh my god, cảm ơn Trúc Trà nhiều nha. Đó, nếu mà các bạn chưa biết thì hiện tại là mình đang bán rất là nhiều đồ chơi Lego rồi mấy cái đính hạt bla bla các thứ như vậy đó mọi người ơi. Và mình livestream hàng ngày vào lúc 7 giờ tối ở kênh TikTok Ruby đẹp trai nha mọi người ơi. Oh my god, tôi không ngờ bạn này đính lên nhìn xịn thật sự, dễ thương thật sự luôn mọi người ơi. Cute, cảm ơn bạn Trúc Trà đã ủng hộ chị nhiều luôn nha Trúc Trà ơi. Trời ơi, coi mà giải đành đạch. Trời ơi mấy bạn ơi, cái này là người ta làm heo cho giống thôi để thử thách thôi mà. Trời ơi, xong mấy bạn chụp lại quá trời quá đất luôn mấy bạn ơi. Quái cái trưởng thiệt á chứ. Ok, cảm ơn Tuyết Linh nhiều nha Tuyết Linh ơi. Oh my god, cô tê xỉu luôn mọi người ơi. Oh my god, tôi sẽ lưu lại tấm này lẻ luôn mọi người ơi. Tôi sẽ tải luôn cái tấm này các bạn ơi. Oh my god, xinh thật sự luôn mọi người ơi. Cảm ơn Mai Hanh nhiều nha. Ê, tôi thích cái nét này nè mọi người. Cái nét này nhìn kiểu cute thực sự luôn mọi người ơi. Ok, thank you Mai Hanh nhiều nha. Mai Hanh ơi, yêu Mai Hanh. Ok, cảm ơn Mai Hanh nhiều nha. Oh, bạn này tên là Ý Như Ru It Ro. Oh my god, bạn này vẽ nhìn kiểu cũng dễ thương nè. Ok, từ từ, cái này thì tôi sẽ đâu, từ từ tôi sẽ ha ha nha. Ok, này tôi lưu về luôn. Ok, cảm ơn bạn Như Ý nhiều nha. Quá dễ thương luôn. Oh my
God, bạn thích cặp nào hơn? Tất nhiên là Gu với Sim rồi các bạn ơi. Đó, tất nhiên là tôi sẽ thích Gu với Sim rồi các bạn. Oh, bài này mới được duyệt nè, tên là Uy Nguyễn. Dạo này kỹ năng thấy tuột dốc quá, mọi người chấm bao nhiêu điểm? Oh, cái này tôi không thấy tuột dốc tí nào luôn ba. Cái này còn vẽ đẹp hơn tôi à. Chứ tôi là tôi vẽ như ác quỷ vậy ba. Rồi, 10 điểm luôn đó, comment luôn. Ok chưa, 10 điểm luôn mấy bạn ơi. Tiếp theo là các bạn tên là Kim Huệ Trương Thị. Oh my god, đáng yêu quá vậy. Ê, cái này mà lên màu là siêu đẹp luôn nè. Cái này mà lên màu là siêu đẹp luôn nè mọi người ơi. Oh my god, cảm ơn bạn Kim Huệ Trương Thị nhiều nha. Thank you nha. Trời ơi, cái này dễ thương thiệt nè mọi người. Cái này cute xỉu luôn á. Dễ thương hen, kính kêu bạn Kim Huệ nhiều nha. Tiếp theo là của bạn tên là Nguyễn Nhi. Mắt cục tẩy rồi phải làm sao với sự cute này. Oh my god, cảm ơn Nguyễn Nhi nhiều nha. Trời ơi, mấy nay tôi vui ghê. Mấy nay mấy bạn vẽ fan art cho tôi quá trời luôn. Thank you Nguyễn Nhi nhiều nha. Mới vẽ lần đầu nên mọi người thông cảm. Grow hơi lạ, cái gì đây? Kệ anh chứ, đi thôi Sim. Đi Gu ơi. Gu ơi, sao em bỏ anh? Trời ơi. Ê, cái này dễ thương nha. Cái này tôi sẽ lưu về luôn nè mọi người ơi. Oh my god. Ok, cảm ơn bạn Ý Như nhiều nha. Nhìn CEO kiểu Ủa? Đáng yêu thực sự luôn á mọi người. Tiếp theo là của bạn Mai Hanh. Oh my god, Mai Hanh vẽ đẹp thực sự luôn mọi người ơi. Lưu về liền lẹ luôn. Ok, tôi comment tặng cho Mai Hanh nè. Xin vậy à, ok đó, comment cho Mai Hanh luôn. Ok, cảm ơn Mai Hanh rất là nhiều luôn nha. Mai Hanh ơi, ui xịn thực sự luôn mọi người ơi. Cái này tôi công nhận là xịn thực sự luôn á. Tỉnh Nguyễn Phạm Quỳnh Trang. Cái này đẹp nè mọi người. Ui, cái này nhìn xịn nè. Ok, cảm ơn Nguyễn Phạm Quỳnh Trang rất là nhiều luôn nha. Nguyễn Phạm Quỳnh Trang, I love you. Rồi, tiếp theo là của bạn tên là Uyên Nguyễn nữa hả? Trời ơi, bà Uyên Nguyễn này bà vẽ nhiều dữ rồi trời. Lâu rồi chưa vẽ lại hơi xấu. Trời ơi, bà ơi, bà vẽ còn đẹp hơn tôi chứ. Gặp tôi ngồi tôi vẽ là nhìn như ác quỷ luôn. Ok, tải về luôn. Cảm ơn Uyên Nguyễn nhiều luôn nha, Uyên Nguyễn ơi. Oh my god, Nguyễn Hoàng Đơn. Oh, so cute các bạn ơi. Trời ơi, dễ thương quá à. Tôi sẽ lưu luôn cái bức này về luôn nha mọi người ơi. Cảm ơn Nguyễn Hoàng Đơn nhiều nha. Cute dạ. Oh my god, cảm ơn Nguyễn Hoàng Đơn nhiều nha. Thank you bạn rất là nhiều luôn. Fan art chị Gu, yêu chị quái ò. Mày yêu tao mà sao em lại để cái icon khinh chị vậy ta. Trời ơi, nhưng mà bà này bà dễ xuất sắc luôn. 10 điểm. Tôi là tôi lui vô lui về luôn. Ok, thank you bạn nhiều nha. À, oh my god, xinh xỉu luôn. Yêu bạn rất rất là nhiều luôn nha. Gooby bậc 2. Là gì? Mèo muốn ăn cá có dĩ bánh chu kem cơ. Tôi lẹt mắt nét rồi. SOS. Oh my god, cute dạ. Hên kêu bạn này tên là Dương người ta. Hên kêu bạn nhiều nha. Hên kêu Dương nhiều nha. Đây là khi người ta nhìn thấy idol tôi. Tưởng tượng thực tế. Xin lỗi được chưa? Tôi xin lỗi được chưa? Tôi không đẹp, tôi xấu đó được chưa? Trời ơi, ghét rồi mấy bạn dìm tôi quá, giờ dìm luôn á, buồn quá trời. Ok, cảm ơn Sugi nhiều nha. Sugi ơi, xin lỗi được chưa? Tôi xin lỗi được chưa? Ai fan Google sẽ thấy điểm bất thường ở trong bức ảnh này. Lưu ý tôi không biết vẽ sói nghe, đừng chê nha. Ok, bạn này cũng tên Quỳnh luôn nha. Oh my god. Ê, cái nhìn cái này nhìn tôi như sách tôi luôn mọi người ơi. Ê, nhìn đẹp trai nha, chịu nha. Đẹp trai, chịu. Cảm ơn Quỳnh nhiều nha. Quỳnh ơi, yêu Quỳnh rất là nhiều luôn. Lỡ tai sói giờ đăng lại hơi bị phèn, chắc Gu không chơi đâu. Ê, cái này tôi thấy dễ thương nha mọi người. Cái này là tôi thấy dễ thương nha. Ok, cảm ơn Milly nhiều nha. Milly ơi, ok em ơi, hãy kêu em nha. Ui, lại là Nguyễn Hoàng Đơn các bạn ơi. Trời ơi, ông bảo là ông không vẽ đẹp mà nhìn cái nét này đi. Dễ thương xỉu luôn mọi người ơi, không được đẹp lắm. Oh my god, tôi khờ me luôn. Oh my god, xinh thực sự luôn mọi người ơi. Bất ngờ lắm luôn. Cảm ơn Hoàng Đơn nhiều nha. Hoàng Đơn, cảm ơn em rất là nhiều luôn nha em ơi. Lê Hồ Chúa Công. Oh, tôi không biết là bạn này tên gì nhưng mà oh my god, bạn này vẽ tôi với Sim nè mọi người ơi. Trời ơi, nhìn Sim kiểu
nhìn Sim như kiểu cô gái lực điền, còn tôi nhìn sao nhìn tôi giống như tôi đang chảy máu mũi khi mà nhìn thấy Sim vậy kìa. Giống như tôi nhìn tôi như mê gái vậy. À, bạn tên là Võ Thị Kiều Hân. Ok, cảm ơn Kiều Hân nhiều nha. Kiều Hân ơi, yêu Kiều Hân nhiều nha. Thank you Kiều Hân nha. Mary Nguyễn, lần đầu đăng ảnh mình vẽ còn nhìn lỗi nhiều, mong chị không chê. Trời ơi, dễ thương thật sự luôn. Cái này chị không thể nào mà chị chê em được. Em vẽ gì quá dễ thương luôn. Nào, từ tôi đọc coi. Gì vậy ba, thấy ghê. Anh có play em nè, cute không? Trời ơi, Sigo đang mặc cái bộ đồ của tôi anh em ơi. Quải ca trưởng kìa chứ. Ok, cảm ơn Mary Nguyễn nhiều nha. Mary Nguyễn ơi, yêu yêu em lười nhiều nha. Oh my god. Uầy, cảm ơn bạn Hà Hủy nhiều nha. Uầy, hey, cái tấm này xinh thật sự luôn mọi người ơi. Bạn này dễ nhưng mà nhìn tôi giống con trai nên tôi chịu nha. 10 điểm nha Hà Hủy ơi. Cảm ơn Hà Hủy nhiều nha. Yêu yêu Hà Hủy. Nguyễn Hỷ Kim Ngọc, Ruby Sim, Ruby ôm Sim. Trời ơi, bạn nào vẽ đỉnh vậy ta? Trời ơi, tôi chịu nha, bức này là tôi chịu nha. Chứ cho tôi ôm Sigo là tôi không chịu, cho tôi ôm Simmy tôi mới chịu nha bạn. Chứ cho tôi ôm Sigo là tôi never, nhưng tôi không chịu nha. Ok, ok, ok. Cảm ơn bạn Kim Ngọc nhiều nha. Kim Ngọc ơi, dễ thương, ha ha cho Kim Ngọc luôn nha. Cảm ơn Kim Ngọc nhiều nha. Ôi ôi, cái ông Nguyễn Hoàng Đơn này, ông vẽ nhiều dữ vậy. Ê, sao cái ông này nè, ông vẽ nhiều quá vậy ta. Trời ơi, hề luôn, xinh thật sự luôn mọi người ơi. Quải trưởng đẹp dữ vậy. Oh my god. Ông Nguyễn Hoàng Đơn này chắc ngày mơ dậy cái là bây giờ tôi đang quay clip vào lúc 12 giờ khuya mọi người ơi. Ổng mà sáng ổng dậy mấy cái phút Facebook ổng tin tin là ổng thấy tôi comment vô mọi người. Ok, cảm ơn Nguyễn Hoàng Đơn nhiều nha Hoàng Đơn ơi. Nguyễn Hoàng Đơn tiếp nữa. Cái ông này trời ơi, ngày mai tôi nói là ngày mai cái bản không báo của ổng là toàn là tôi không á bạn ơi, toàn là chị Ngô Bỉ comment luôn. Ok, ít ập. Oh my god, dễ thương mọi người ơi, cô te thật sự. Ê khoan, ê tôi ghét con ếch ông nội ơi, tôi ghét con ếch mà ông còn vẽ con ếch cho tôi luôn mấy bạn ơi. Quải thì dữ nghĩ chứ, độc ác vô vinh quen. Trời ơi, nhưng mà cảm ơn Đơn nhiều nha Đơn ơi. Ủa, Huyền Trang, what the hell, giữa 8 tỷ con mèo chúng ta đã tìm thấy nha. Trời ơi, giữa 8 tỷ con mèo thiệt cái chứ. Ok, dễ thương nè, cái này tôi thấy dễ thương nè mọi người ơi. Cảm ơn Huyền Trang nha. Ok my god, ok, dễ thương nha mọi người ơi. Mặn nha, ông bà này làm dễ thương nè, dễ thương tôi chịu nha. Ok, cảm ơn Huyền Trang nhiều nha Huyền Trang ơi. Oh my god, cái bạn Hà Hủy đây nè. Wow, nhìn xịn thật sự luôn mọi người ơi. Ê cái nét này, các bạn này dễ xịn thật sự luôn. Cảm ơn Hòa Hỷ nhiều nha. Trời ơi, tôi lướt nãy giờ mà tôi thấy nãy giờ toàn đúng mấy bạn này vẽ tôi quá trời quá đất luôn. Cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn Hòa Hỷ nhiều nha. Thank you Hòa Hỷ. Yêu Hòa Hỷ nhiều nha. Thank you bạn nhiều nha. Đặng Minh Anh, cậu thích gu của 2021 hơn hay là 2023? Từ từ để tôi xem thử nha mọi người. Sao 2021 mà nhìn tôi nó ốm, nhìn tôi ốm người ta, mà tới 2023 nhìn tôi mập như con heo vậy các bạn. Tôi mập như con heo vậy các bạn. Ủa, nhưng mà cảm ơn bạn Đặng Minh Anh nhiều nha. Cảm ơn Đặng Minh Anh nhiều nha. Thank you Đặng Minh Anh rất là nhiều. Yêu yêu. Trời ơi, dê đa ngô ơi, tao nhớ mày rồi nha. Con quỷ này nè các bạn ơi, nó hay vẽ tôi, cái mặt tôi nó hay gớm luôn các bạn ơi. Các bạn cô nè, dê đa ngô ơi, dê đa ngô, em sống có lương tâm tí đi em ơi. Em sống có lương tâm, em sống lương thiện tí đi em làm em độc ác quá em ơi. Dê đa ngô ơi, dê đa ngô, trời ơi. Nó sống nó độc ác, nó vô lương tâm thiệt chứ rồi, nó vẽ tôi kìa con. Quần thâm mắt gì đâu mà thâm như con trâu vậy. Trời ơi là trời. Cái môi đâu đỏ hay che bà ngoại tôi. Trời ơi là trời. Lại là cái ông Nguyễn Hoàng Đơn này nữa. Trời ơi, ổng vẽ cho tôi nhiều quá mấy bạn ơi. Ổng vẽ cho tôi nhiều quá mà tôi lướt tôi còn thấy ổng không. Trời ơi, xin chúc mừng Nguyễn Hoàng Đơn nha. Hôm nay video reaction ngày hôm nay là dành cho mình em luôn đó em ơi. Ok các bạn ơi, cảm ơn Nguyễn Hoàng Đơn rất là nhiều nha. Ok các bạn, chắc tôi cũng xin kết thúc video đây. Nếu các bạn thấy video này hay, nhớ bấm nút like, share và subscribe và nhấn vào cái chuông nhỏ để những điều ý hồi báo từ kênh của tôi nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em nha. Hẹn em vào video mới nhất vào ngày mai nha.